đang thúc đẩy thủ tục ở cả 7 địa phương và dự kiến trong nửa đầu năm 2017 sẽ lần lượt khởi công các dự án nhà giá rẻ. Theo đó, Vingroup sẽ xây dựng từ 2 đến 300.000 căn hộ VinCity có mức giá đặc biệt hợp lý trong vòng 5 năm tới. Tại Hà Nội, trước mắt có 2 dự án tại huyện Gia Lâm và huyện Đan Phượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, các dự án đặt tại quận 7 và quận 9. Tại Hưng Yên, Vingroup có 1 dự án 500 ha tại Nghĩa Trụ, Văn Giang. Tại Hải Phòng, Nha Trang, Thanh Hóa, Vingroup có các dự án ở các vùng trung tâm thành phố với quy mô từ 50 đến 150 ha.